hello, xin chào cả nhà nha. chiều nay thì uh, có mấy cái thông tin trên uh, mạng xã hội nghe mất cười quá cả nhà. mình thấy buồn cười nhất là cái cô uh, luật sư thanh trần á. À, kể từ khi mà bà tham gia cái vụ việc của sư nguyễn phương hằng, rồi đưa rất là nhiều những cái thông tin sai trái, sai lệch, uh, tự nhiên đu bám người ta, rồi đưa những cái thông tin sai lệch. chẳng hạn như cái vụ mà thế chấp đất đai đó cả nhà, là có đó kêu bằng một dố nó quê, kêu bằng quê hết cục quê luôn. À, và sau khi uh, cái vụ siêu Nguyễn Phương Hằng nó tạm lắng á, thì nhảy sang cái vụ Thiền Am. mà nhưng mà cô này cũng xác định yêu mến Thiền Am chẳng qua là vì ghét bà Hằng thôi. Chúng ta ai cũng biết chuyện đó nhưng mà khi mà cô tham gia vào cái chuyện Thiền Am á, là mới kêu bằng đỉnh điểm của cái sự nhục nhã. Bởi vì liên tục liên tục cô này đưa ra những cái luận điểm nó nó, nó nó trái ngược với lại cái sự thật. Bởi vì chúng ta biết rằng á, cái vụ việc này nó đã diễn ra hơn 3 năm rồi và trong rất là nhiều lần cơ quan chức năng người ta đến đó làm việc và người ta cũng đã có những cái kết luận ban đầu luôn nhưng mà cái cô này không biết là vì cái gì đó à, vì cái mục tiêu nào đó mà cô xuyên tạc rất là nhiều những cái kết luận cuối cùng của cơ quan công an à, đặc biệt là chúng ta thấy cái đoàn liên ngành rồi nói chung là tất cả những cái ban ngành mà đi đến hộ gia đình tà am người ta xem xét người ta coi những cái tình hình ở đó thì hầu như là họ vi phạm rất là nhiều luôn À, đặc biệt như nổi cộng nhất mà ai cũng biết đó, đó là họ giả sư giả chùa giả một cô giả chú tiểu rồi đó à, nhưng mà cái cô này thì không thấy như vậy cổ nói là chắc có lẽ là ông kia ông tám chín tuổi rồi à, nói là tu hành từ nhỏ cho tên cổ ngưỡng mộ hay gì đó hay là cổ muốn học cái giáo pháp của ông thì không biết à, nhưng mà rõ ràng rất là nhiều lần chúng ta thấy cơ quan chức năng người ta đã lên tiếng rồi nhưng mà à, cái cô này rất là lạ học luật sư nhưng mà họ lại không áp dụng vào luật à, và đặc biệt đó, gần đây mình thấy nó mắc cười lắm À, khi mà một số kênh YouTube á, chia sẻ thông tin nói rằng là một hai ngày tới thì cái vụ việc của hội gia đình tại Am sẽ có biến. À, thật sự thì biến ở đây á, là cái, cái quan trọng nhất là cái ngày 13 tháng 10 đó. Cái, cái chuyện đó khi mà cơ quan chức năng người ta đến đó làm việc đó mới là một cái vấn đề, đúng không? Rất là nhiều những cái câu chuyện đằng sau ngày 13 tháng 10 đó, nhưng mà tuyệt nhiên chúng ta thấy không có một cái kênh nào ở bên phía bảo vệ hội gia đình tại Am lên tiếng. Dường như là họ sợ cái thông tin đó và hôm đó là cái kết quả gì thì à, dường như à, tay luật sư rồi à, những ai mà mà ủng hộ á, thì đều im ru hết không dám nói à, đó mới là cái biến lớn đó biến căng đó nhưng mà sao họ, họ không dám nói thì, rồi cái cô thanh trần thì hôm nay lại đăng một cái bài nói rằng là ủa hôm nay là ngày thứ ba rồi à, thiền em có biến sao đợi hoài không thấy à, biến gì hết phải chính nghĩa địa ủa vậy lạ vậy à, lúc trước á, khi mà người ta dự đoán người ta đưa ra những cái dự đoán à, về thiền em đó À, có thì lại uh, xuyên tạc nói là anh sẽ ôm chú sẽ ôm đã tuồn thông tin ra ngoài rồi nghi ngờ cơ quan chức năng nghi ngờ người này nghi ngờ người kia vậy sao bây giờ khi mà người ta đưa ra dự đoán mà dự đoán nó 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 diễn ra một phần thôi thì lại là xuyên tạc rồi chửi bới kỳ vậy vậy làm sao mới vừa lòng người đúng không nha Thấy mắc cười lắm à, nhưng mà thôi cái chuyện đó chúng ta không quan tâm bởi vì chúng ta hiểu cái cái sự lương lẹo của họ rồi và đặc biệt là cô thanh trần thì chúng ta thừa biết cái sự lương lẹo của cổ rồi À, ở đây nè mình thấy có một cái bài đăng Câu à, cô này đăng cách đây là hai tiếng đồng hồ à, cô nói rằng là trần quốc vũ tiếp tục xúc phạm và vu khống tôi à, lực sư thích vú sữa là cậu hả tên của cậu là trần quốc vũ cậu đổi qua họ thích bao giờ vậy à, ba clip cậu xúc phạm vu khống quy trục tôi trên mạng xã hội tôi đã chép ra phút nào giây nào cậu vu khống xúc phạm tôi à, cái câu này quen không cả nhà bởi vì trước đó ngày hôm qua luật sư vũ lên uh, lên tiếng khẳng định rằng tất cả những cái clip vu khống của cô này á là bên phía luật sư vũ đã chép ra từng câu từng chữ để lập vi bằng rồi gửi đến cơ quan chức năng à, cô này thì sợ quá và bắt đầu uh, kiểu như là cũng lo rồi nghe bên kia người ta làm chơi tới rồi bên đây mới sợ à, và thế là lật kèo nói là tôi nói uh, thích vuốt sữa chứ đâu nói nói tới cậu à nhưng mà thích vú sữa thích gì không biết quan trọng nhất á là từ trước tới nay cô đã nhắc rất nhiều về luật sư vũ à cái chuyện đó thì để luật sư vũ và để pháp luật xử lý mà cái chỗ này mới quan trọng nè là cổ tráo trở đúng không sợ sợ người ta cho nên không dám kêu thẳng tên ra nói là thích vú sữa thích này kia trong khi hôm trước á người ta né né cái, cái thực toán của google thực toán của youtube Người ta không có nói là uh, loạn lưng, mà người ta nói là thiền am lụm lon. Thì cô này lại nói là hèn quá, uh, bên chính nghĩa địa hèn quá, luật sư hèn quá, sao không dám nói loạn lưng, sao không dám nói thiền am loạn lưng này cái, cái nọ. Thì hôm nay cô cũng né, trong khi á, sau cái bài đăng của cô á, thì hầu như tất cả những cái kênh youtube nào ở bên đây người ta đều nói thẳng là thiền am có loạn lưng. Vậy thì sao? Đúng không? Thì ta nói thẳng rồi đó, tại sao bây giờ chị chỉ, chỉ xóa bài đăng, xóa cái bài đăng nói người ta hèn mà giờ chỉ áp dụng cái vụ hèn đó không dám kêu thẳng tên luật sư vũ à cả nhà thấy rõ không mắc cười ha à, rồi dưới này còn nói là clip nào sử dụng trong việc thưa trần quốc vũ tôi không nói đến vu khống được hiểu là hành vi bịa đặt để giỏi gì đó nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy trong cái vụ mà một cái kênh youtube nó nó, nó đã vu khống luật sư vũ là đánh bài 200 triệu đồ cả nhà thì rõ ràng cái cô này là kêu tên trần quốc vũ luôn à, và tất cả những bài đăng của cổ đăng lên người ta đã chụp lại hết nhưng mà cổ xóa hết rồi cả nhà bây giờ xóa hết rồi à, Sự Tráo trở lương lẹo y chang như là cái đợt thế chấp đất của của siêu Nguyễn Phương Hằng vậy đó Mà trong cái vụ tà am này á, cô này việc gì rất là nhiều ha à, Có đưa ra rất, rất là nhiều những lập luận nhưng mà nó tào lao mới lao không à? à Mình thấy hôm nay thì lại tiếp tục tráo trở à, Đăng một bài đăng nói về lực sứ vũ Nhưng mà thấy là thua chắc rồi à, ở, ở đây cô có chụp lại cái bài đăng À, nói gì nói có sách mách có chứng luật sư uh, thích vũ sữa này kia cái nọ ha nhưng mà quan trọng là cái lời nói cô người, người ta theo dõi từ cái hôm mà đưa ra cái vụ 200 triệu kìa à, chứ không phải là mới đây à, cứ nói là luật sư vũ du khống kết tội tôi xong uh, tuyên bố thưa tôi mà được nhiều người theo dõi uh, thích bình luận uh, xúc phạm tôi nhiều như vậy hèn chi tấn công vào tôi liên tục tấn công vào cô liên tục làm gì tất cả những điều cô đưa ra nó tầm bậy tầm bạ cho nên người ta kêu bằng giáo quấn lại hiểu không hiểu cái chữ giáo quấn không <laughs> đúng không ở đó rồi bắt đầu chụp lại chụp lại những cái livestream những cái video của lực sư vũ nhà nha nói là nhiều người xem người nhiều người bình luận nhiều người thích đồ ha thì đó làm đi quan trọng á là cô xúc phạm cô tấn công người ta trước tự nhiên đưa những cái thông tin gì nó tào lao đâu khẳng định rằng là ông luật sư vũ đánh bài ăn chặn tiền từ thiện này kia cái nọ à, cái đó mới quan trọng đó đó là du khống trắng trợn luôn à, chứ còn cái chuyện mà né tên né họ hoặc là cái, cái, cái anh luật sư vũ anh nói là cái cô này du khống thì cái chuyện đó bình thường đó nha tại vì người ta thấy cái hành vi du khống và nó có những cái căn cứ rõ ràng trên mạng xã hội thì người ta nói thôi à, vậy mà cũng hù lại hù cái gì à, quan trọng là có hù mà có, có dám làm hay không à, chứ luật sư vũ người ta tới đó nó nói là sau ngày 14 ngày 14 tháng 10 là, là tới công chuyện rồi thì chúng ta cùng chờ xem thôi chứ cái cô này bây giờ cũng đang rất là sợ đó nha cái bằng chứng sợ nhất là đợi có biến của thiền am đó à, cổ kiểu như là cổ cũng chắc là, đang là người của thiền am vậy đó khi mà có biến hay có gì cũng sợ lắm y như bà lan Lư thưa vậy đó à, chờ hoài chính cái địa nó, nó nói là sắp có biến mà sao không có bởi vì chờ hoài hôm nay không có mừng quá cười khả 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 lên À, thì tất nhiên cái gì cái dự đoán thì nó có thể chính xác có thể nó không chính xác chứ không phải là ta khẳng định khẳng định chắc chắn là ngày đó sẽ có biến à, tôi có thông tin từ công an hay tôi có thông tin từ ai thì cái đó mới gọi là chắc chắn cả nha trong đằng này người ta đã dự đoán người ta căn cứ vào những cái điều những cái sự kiện đã diễn ra rồi đã xảy ra rồi và từ những cái dữ liệu đó người ta mới dự đoán à, một hai ngày tới sẽ có cái chuyện gì đó đúng không à, còn nếu mà dự đoán sai thì do cái dữ liệu đó hoặc là bên phía cơ quan chức năng người ta làm việc cái đó thì không biết quan trọng nhất là có cái dữ liệu có đầy đủ thì người ta đưa ra những cái dự đoán thôi nhưng mà chính xác hay không thì cái đó cũng phải tùy à, thì tại vì cơ quan chức năng người ta khi mà thu thập đầy đủ chứng cứ dữ liệu và nếu như mà chưa làm rõ một trong những yếu tố nào đó thì người ta vẫn sẽ tiếp tục xác minh chứ không phải là cứ có chúng ta thấy trước mắt rồi thì người ta công bố đâu à, quan trọng là phải làm rõ cho hết tất cả những gì có liên quan thì người ta mới công bố à, Nhưng mà nói khơi khơi sơ sơ vậy thôi Thì chắc có lẽ là cả nhà mình cũng hiểu là sắp tới sẽ có chuyện gì rồi à, Nhưng mà theo, theo mình nghĩ thì à, đây tới ngày à, 2 tháng 11 Chắc là cũng có vài cái câu chuyện à, bằng chấn động để chúng ta hóng hớt tiếp hết cả nhà à, Chứ nói về cái cô Thanh Trần này thì thôi không còn gì để nói à, Tại vì cổ à, lương lẹ quá rồi à, Khi gì vậy, khi gì khác thua hả, cả nhà rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.